Ở Việt Nam, lịch sử các tài liệu của Ngũ Giác Đài được viết bởi những kẻ bại trận. Kính thưa quý vị, bài viết của Liên Hằng Nguyễn được đăng trên báo New York Times ngày 9 tháng 6 năm 2021. Bài viết những bất bình này là một phần của báo cáo đặc biệt nhân kỷ niệm 50 năm tài liệu của Ngũ Giác Đài. Các tài liệu của Ngũ Giác Đài có thể đã xuất hiện trên những trang đầu của các tờ báo Hoa Kỳ cách đây 50 năm, nhưng hầu hết như không được Hà Nội chú ý. Các nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã quá bận rộn với các cuộc chiến của họ hiện tại để nhìn lại lịch sử của nó. Bên cạnh đó, nội dung của các tài liệu chỉ nhằm khẳng định quan niệm lâu đời của Cộng sản Việt Nam. Vào thời điểm tập hợp các tài liệu Việt Nam, nghiên cứu của Ngũ Giác Đài, dấu vết trong 3 thập niên phát triển sự tham gia của Hoa Kỳ đã xuất hiện trên trang nhất của tờ báo New York Times vào ngày 13 tháng 6 năm 1971. Chính phủ Bắc Việt đã tuyên bố trong nhiều năm rằng sự can thiệp của Hoa Kỳ là bất hợp pháp. Tiến sĩ Vũ Minh Hoàng, nhà sử học tại Đại học Fulbright Việt Nam tại thành phố Sài Gòn cho biết, điều khiến cho người Mỹ bị bất ngờ vào thời điểm đó không có gì mới đối với người Việt Nam. Mãi đến tháng 8 năm 1971, truyền thông nhà nước cuối cùng đã thấy phù hợp để đưa tin. Điều đó sẽ thay đổi đáng kể trong những thập niên sau đó. Tài liệu ít được chú ý này sẽ gây chấn động ở Việt Nam, củng cố cho quân đội của họ và công khai với bằng chứng rằng nguyên nhân của họ là chính xác. Nó cung cấp một kế hoạch đầy đủ về việc Hoa Kỳ tiến hành các thủ tục pháp lý chiến tranh đã giúp hình thành lịch sử Việt Nam trong nhiều thập niên. Người ta nói rằng lịch sử được viết bởi những kẻ chiến thắng. Nhưng trong trường hợp chiến tranh Việt Nam, bên thua cuộc đã bị ảnh hưởng bởi câu chuyện. Và tài liệu của Ngũ Giác Đài, ngay khi tường thuật lại thất bại của Hoa Kỳ, đã trở thành một phần quan trọng của sự ảnh hưởng đó. Kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam kiên quyết từ chối tiết lộ bản kế hoạch chiến tranh không có chiến lược của mình, các nhà sử học Việt Nam đã ít sử dụng đến việc viết sử. Và cho đến ngày nay thì chưa có một người Việt Nam nào có khả năng như Daniel Ellsberg có thể tiết lộ các tài liệu như vậy. Với việc tiết lộ tài liệu của ông Ellsberg, thay vì phải đợi hàng chục năm để được giải mật, các học giả ở hai bên bờ Thái Bình Dương có thể phân tích chính sách của Hoa Kỳ tại Việt Nam trước khi lớp bụi lưu trữ có thể tích tụ. Sau khi chiến tranh kết thúc, những cuốn lịch sử đầu tiên được Đảng Cộng sản Việt Nam phê bình về cuộc chiến được xuất bản ở Hà Nội rất nhiều, đã trích dẫn các tài liệu của Ngũ Giác Đài trong phần chú thích của họ. Từ những lịch sử ban đầu này đến các phiên bản hiện tại, lập luận vẫn không thay đổi. Theo nghiên cứu nội bộ của chính phủ Hoa Kỳ, Mỹ không có quyền can thiệp và không có cách nào để giành chiến thắng trong cuộc chiến một khi đã xảy ra. Chiến thắng của chúng tôi phản ánh những thành tích phi thường của một dân tộc nhỏ bé đã biết chiến đấu và đánh bại cuộc xâm lược của Mỹ. Đọc phiên bản gần đây nhất của lịch sử đấu tranh chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975, xuất bản năm 2015. Câu chuyện này đặc biệt phù hợp với chính quyền Cộng sản Việt Nam trong những năm sau chiến tranh, vào cuối những năm 1970. Hà Nội đã áp dụng các chính sách gây tranh cãi, bao gồm việc chuyển đổi vội vàng sang chủ nghĩa xã hội của nền kinh tế miền Nam, gây chiến với Campuchia và Trung Cộng, và quy hoạch nhà nước nói chung là kém. Sau đó tôn vinh quá khứ, phục vụ các nhà lãnh đạo Cộng sản trong hiện tại. Những người đã sử dụng lịch sử để biện minh cho sự cai trị của một đảng trong thời kỳ tuyệt vọng. Hiện tại và tương lai trông rất ảm đạm, trong khi quá khứ lại bừng sáng. Cộng sản Việt Nam không chỉ theo dõi cách các sử gia viết về cố gắng của Hoa Kỳ trong chiến tranh, cũng như việc phản đối chiến tranh bị bóp nghẹt vào thời điểm đó. Các tài liệu của Ngũ Giác Đài nhấn mạnh về sự mất cân bằng này, trong khi các nhà sử học có thể đánh giá theo dấu vết tài liệu của Washington.
thì tài liệu tương tự của Việt Nam trong sử liệu bị khóa và vẫn bị khóa cho đến ngày nay. Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao không xem xét và không có hệ thống lưu trữ tài liệu vào cơ quan lưu trữ quốc gia như các cơ quan chính phủ khác. Thay vào đó, vận hành các hệ thống lưu trữ khép kín, nơi chỉ các viên chức cao cấp mới được quyền truy cập và thậm chí sau đó được giám sát chặt chẽ. Những cánh cửa được đóng chặt đối với giới học thuật, học giả và sinh viên Việt Nam, hay nói một cách rõ ràng hơn là họ khép kín với người dân Việt Nam. Vì vậy, một tình huống trớ trêu của lịch sử, bởi vì chính quyền Hà Nội sẽ không có giải mật câu chuyện của họ về cuộc chiến, câu chuyện chính thức của Mỹ cần được biết đến nhiều hơn. Là một sĩ quan đã nghỉ hưu trong quân đội Bắc Việt và là một học giả về các cuộc chiến tranh của Việt Nam trong thời kỳ sau năm 1945, Đại tá Nguyễn Mạnh Hà nhớ lại và đọc bản tin tiếng Việt các phần của tài liệu Ngũ Giác Đài trong bản tin cuối năm trung học vào đầu năm 1972. Những tài liệu đó, Đại tá Hà nhớ lại, càng củng cố thêm niềm tin của những thanh niên Bắc Việt như ông lên đường nhập ngũ và phục vụ Tổ quốc. Đọc nó khiến cho tôi hiểu tại sao Hoa Kỳ lại sai lầm khi tham chiến và tại sao phe chúng tôi phải tiếp tục chiến đấu. Ông nói, sau chiến tranh, ông được đứng vào hàng ngũ của đảng và trở thành một trong những nhà sử học quân sự hàng đầu của Việt Nam. Với tư cách là phó giám đốc Viện Lịch sử Quân sự, Đại tá Hà và nhóm biên tập của ông sẽ xem xét các tài liệu của Ngũ Giác Đài khi họ biên soạn lịch sử quân sự của Bộ Quốc phòng về cuộc chiến. Lịch sử dài 9 tập năm 2015 cho thấy tầm quan trọng của các tài liệu tường thuật chính thức của Việt Nam về cuộc chiến. Nghiên cứu này xuất hiện trên khắp các tập đầu dành cho nguồn gốc cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam, cũng như trong tập cuối mang lại những bài học lịch sử cho độc giả Việt Nam. Cũng giống như việc đọc tài liệu của Ngũ Giác Đài năm 1971, cho phép các nhà lãnh đạo và quân nhân Việt Nam nắm được các chính sách và hành động của chính phủ Mỹ. Đại tá Hà nói, bản phát hành không được công nhận đã tiết lộ mức độ mà các chính trị gia, nhà hoạt động và dân chúng có hành động chống chiến tranh. Giáo sư Phạm Quang Minh chỉ mới 9 tuổi khi tài liệu Ngũ Giác Đài lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam và không được tiếp cận tài liệu của Đảng Cộng sản, ông chỉ có thể suy đoán rằng nghiên cứu này có ảnh hưởng gián tiếp tới việc giới lãnh đạo Bắc Việt bận tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình. Ông nói, tuy nhiên, tài liệu của Ngũ Giác Đài tiết lộ cho họ thấy rằng những điểm yếu của Mỹ và cách họ có thể tận dụng những điểm yếu đó. Giáo sư Minh nói về tầm quan trọng của nghiên cứu bị tiết lộ với Học viện Việt Nam hiện nay. Là hiệu trưởng và viện trưởng một thời của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, giáo sư Minh tin tưởng các tài liệu của Ngũ Giác Đài hơn bất kỳ tài liệu nào khác về việc giáo dục ông và các đồng nghiệp về cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam. Việc Ngũ Giác Đài biên soạn một nghiên cứu tuyệt mật trong thời kỳ chiến tranh và nó được tiết lộ gây được sự quan tâm và phấn khích lớn của công chúng và được xuất bản bởi tờ báo quan trọng nhất của Hoa Kỳ đã không bị mất bởi các nhà sử học Việt Nam. Nó đã giúp cho chúng tôi xây dựng lịch sử của mình, thoát khỏi sự tranh luận, ông nói. Giáo sư Minh đặc biệt ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ phần lớn không biết hoặc là ít quan tâm đến những căng thẳng trong mối quan hệ của Việt Nam với Trung Cộng và Liên Xô. Các tài liệu cho ông thấy rằng các nhà lãnh đạo Mỹ chỉ thấy một mối đe dọa nhuộm đỏ hoàn toàn ở Việt Nam. Điều này khiến cho họ không thấy sự khác biệt giữa những người Cộng sản Việt Nam, Trung Cộng và Liên Xô trong chiến tranh Việt Nam. Mặc dù các tài liệu của Ngũ Giác Đài là vô giá đối với các thế hệ sử gia đầu tiên của Việt Nam nghiên cứu về thời chiến tranh, nhưng chúng có thể không còn như vậy cho những thế hệ tiếp theo. Một ngôi sao đang lên trong nghề lịch sử Việt Nam, Vũ Minh Hoàng, được gia nhập giảng viên Đại học Fulbright Việt Nam sau khi lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Cornell. Ông nói,
Các tài liệu của Ngũ Giác Đài không được đề cập trong sách giáo khoa của Học đường Việt Nam. Có lẽ điều tiết lộ mới nhất của tiến sĩ Hoàng, một thanh niên trẻ tuổi lớn lên ở Hà Nội rất lâu sau khi chiến tranh kết thúc, là không có bản dịch tiếng Việt hoàn chỉnh nào về tài liệu Ngũ Giác Đài. Ngay cả sau năm 2011, sau khi chính phủ Hoa Kỳ phát hành toàn bộ 7.000 trang của nghiên cứu, nhưng Việt Nam vẫn chưa phát hành một phiên bản nào. Thay vào đó, họ đã dịch ra xuất bản và bí mật hồi ký Việt Nam và các tài liệu Ngũ Giác Đài vào năm 2006 và sau đó được tái bản vào năm 2018. Mặc dù các nhà xuất bản bí mật ở Việt Nam đã coi cuốn sách là một tác phẩm tham khảo. Trong khi lịch sử là môn học bắt buộc trong giáo dục Việt Nam, thế hệ trẻ dường như không quan tâm nhiều đến quá khứ. Tiến sĩ Hoàng nói, nếu bạn hỏi họ về tài liệu Ngũ Giác Đài và tầm quan trọng của chúng trong chiến tranh thì họ sẽ không biết. Nếu Đại tá Hà và giáo sư Minh có thể đứng về quá khứ và hiện tại của các nhà sử học viết về chiến tranh Việt Nam, và nếu tiến sĩ Hoàng có thể củng cố tương lai của nó, thì việc loại bỏ tài liệu Ngũ Giác Đài trong việc viết sử Việt Nam có khả năng bị tiết lộ. Sự lãng quên lịch sử này một phần là do thế hệ và dấu hiệu cho thấy các cơ quan nhà nước đã thành công trong việc quảng bá một câu chuyện đơn lẻ. Các tài liệu của Ngũ Giác Đài và lịch sử cuộc chiến nói chung có thể chỉ là một tin cũ đối với người Việt Nam. Hoặc là nói một cách khác, nó có thể chỉ ra một sự thay đổi căn bản trong cách viết lịch sử ở Việt Nam. 50 năm sau, khi công bố tài liệu Ngũ Giác Đài, Việt Nam đang ở một vị trí tốt hơn nhiều, với nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ, vị thế ngày càng tăng trong khu vực và sự công nhận toàn cầu về việc đối phó với đại dịch COVID-19. Với những yếu tố đó và mối quan hệ đối tác chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày nay, giới lãnh đạo Cộng sản có thể cởi mở hơn trong việc nới lỏng sự kìm kẹp của họ đối với lịch sử. Thật vậy, chúng ta có thể thấy những dấu hiệu của sự nới lỏng đó ngày nay. Nhờ những lịch sử gần đây về cuộc chiến của Hà Nội, giờ đây chúng ta biết rằng các cuộc tranh giành quyền lực tồn tại trong bộ chính trị. Cuộc tranh luận nội bộ căng thẳng diễn ra về mối quan hệ của Hà Nội với Bắc Kinh và Moscow, và một cuộc thanh trừ quy mô lớn các viên chức chính phủ và chuyên gia đô thị, tất cả đều được coi là kẻ phá hoại, xảy ra tại Hà Nội năm 1967. Tất cả những điều này đã được giữ bí mật với dân chúng Bắc Việt vào thời điểm đó. Có nhiều hy vọng một ngày nào đó, một sự kiện minh bạch đáng ngạc nhiên tương tự như tài liệu Ngũ Giác Đài có thể xảy ra ở Việt Nam. Chúng ta có thể kiểm tra lại 100 năm sau.